Em Văn Giang, lái xe xin chào mọi người. Hôm nay em xin chia sẻ nội dung về các tiêu chí cần cân nhắc khi chọn loại gạch ốp. 1. Loại gạch ốp phổ biến, gạch men, ceramic tile. Gạch men là loại phổ biến nhất, phù hợp với nhiều không gian, đặc biệt là phòng khách, phòng ngủ. Gạch men có nhiều mẫu mã, hoa văn đa dạng, dễ vệ sinh và giá thành hợp lý. Gạch porcelain, granite, có độ bền cao, chống thấm tốt, phù hợp cho những nơi ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp và không gian ngoài trời. Gạch này có độ cứng và chống trầy xước cao hơn gạch men. Gạch mosaic thường dùng để trang trí tạo điểm nhấn. Gạch mosaic thường được sử dụng trong nhà tắm, hồ bơi hoặc các khu vực cần nhấn mạnh thẩm mỹ. Gạch đá tự nhiên, marble, đá granite có vân đẹp tự nhiên tạo không gian sang trọng. Tuy nhiên, đá tự nhiên dễ bị trầy xước và cần bảo dưỡng thường xuyên. Gạch giả gỗ phù hợp cho các công trình như phòng khách, phòng ngủ để tạo cảm giác ấm áp. Loại gạch này bền, không bị mối mọt, có thể dùng cho những nơi ẩm ướt mà vẫn có vẻ đẹp của gỗ. 2. Chọn gạch theo vị trí sử dụng. Phòng khách, gạch men bóng hoặc gạch porcelain nhám nhẹ, màu sáng sẽ giúp không gian rộng rãi và sang trọng. Nếu thích không gian ấm áp, bạn có thể chọn gạch giả gỗ. Phòng bếp, nên chọn gạch chống thấm và dễ lau chùi như gạch men hoặc porcelain nhám. Màu sáng giúp bếp trông sạch sẽ, thoáng mát. Phòng tắm, chọn gạch có độ nhám, chống trơn trượt như gạch porcelain hoặc gạch mosaic cho dàn. Với tường phòng tắm, có thể chọn gạch men bóng để dễ lau chùi và tạo cảm giác sạch sẽ. Không gian ngoài trời, chọn gạch chịu lực tốt, chống thấm và chống trơn trượt như porcelain hoặc gạch đá tự nhiên. 3. Chọn màu sắc và hoa văn. Màu sắc tùy thuộc vào phong cách thiết kế và diện tích. Nếu không gian nhỏ, màu sáng sẽ giúp không gian rộng hơn. Còn nếu không gian rộng, có thể sử dụng các màu gam tối để tạo điểm nhấn. Hoa văn gạch trơn thường dễ phối màu, tạo cảm giác hiện đại. Còn gạch hoa văn sẽ giúp không gian nổi bật và độc đáo. Tuy nhiên, nên chọn hoa văn nhẹ nhàng, tránh quá rối mắt. 4. Chất lượng và kích thước. Chất lượng, chọn gạch có độ bền, chống mài mòn, dễ bảo dưỡng, kiểm tra độ phẳng và bề mặt gạch để tránh các sản phẩm bị cong vênh. Kích thước gạch sẽ ảnh hưởng đến cảm giác không gian. Gạch cỡ lớn 60x60cm, 80x80cm, phù hợp cho không gian rộng như phòng khách, sảnh. Gạch cỡ vừa 30x30cm, 40x40cm, phù hợp cho không gian vừa và nhỏ như phòng bếp, phòng ngủ. Gạch nhỏ và mosaic thường dùng cho các khu vực đặc biệt hoặc không gian hẹp như nhà vệ sinh. 5. Ngân sách. Cân sắc chi phí của từng loại gạch và tính toán diện tích để tránh vượt ngân sách. Một số loại gạch cao cấp có giá cao hơn nhưng bù lại sẽ mang đến độ bền và thẩm mỹ tốt hơn. Trên đây là những chia sẻ của mình về các tiêu chí cần cân nhắc khi chọn loại gạch ốp. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. VSC, chất lượng tạo niềm tin.